Chào mừng các em học sinh khối 8 đã trở lại với chương trình môn mỹ thuật. Ở tuần 25, bài 22, vẽ trang trí, vẽ tranh cổ động. Bài này có hai tiết. Chúng ta học tiết thứ nhất, đó là vẽ hình. Ở đây thầy sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ. Trên màn hình các em có 4 bức tranh, số 1, số 2, số 3, số 4. Tương ứng số 1 là vẽ tranh về đề tài phong cảnh. Số 2 là vẽ về chân dung. Số 3 là vẽ về tranh tĩnh vật. Số 4 là vẽ về tranh cổ động. Là hôm nay nội dung bài học của chúng ta hôm nay là tranh cổ động. Vào phần nội dung chính của bài học hôm nay có 3 phần. Thứ nhất là quan sát nhận xét. Ở phần quan sát nhận xét mấy em có một nhỏ là tranh cổ động là gì. Số 2, chúng ta tìm hiểu đặc điểm của tranh cổ động. 2 la mã, cách vẽ tranh cổ động. Và cuối cùng là 3 la mã là thực hành. Tranh cổ động là gì? Tranh cổ động còn gọi là tranh áp phích, tranh quảng cáo, là loại tranh dùng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, tuyên truyền cho các hoạt động xã hội và giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Tranh cổ động ra đời khá lâu trên thế giới và đã du nhập xuất hiện tại Việt Nam vào những ngày đầu tiên khởi nghĩa cách mạng tháng 8 1945. Chúng đã đi theo suốt chặng đường chiến đấu giành độc lập, tự do đầy gian khổ của quân và dân ta. Tới nay, dòng tranh này lại gắn bó mật thiết với cuộc sống con người Việt trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các em cho thầy biết 4 bức tranh trên vẽ tranh cổ động về lĩnh vực gì? Bức tranh số 1 là vẽ tranh cổ động về lĩnh vực chính trị. Số 2 là vẽ tranh cổ động về lĩnh vực văn hóa. Số 3 vẽ tranh về lĩnh vực xã hội. Cuối cùng số 4 là vẽ tranh về lĩnh vực giới thiệu sản phẩm. Các em tham khảo một vài bức tranh về chủ đề vẽ tranh cổ động lĩnh vực chính trị. Ở đây hai bức tranh của mình là về chiến dịch Điện Biên Phủ. Tranh cổ động về nông thôn mới, chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới. Bước số 1, bước số 2 là về môi trường, giữ môi trường xanh sạch đẹp. Bước số 3 là về gia đình. Gia đình là tổ ấm của mỗi người.
Như các em đã biết, sang năm 2020, toàn thế giới đã xảy ra một trận đại dịch, đó là COVID-19, gây ra biết bao tổn thất về con người và của cải. Hiện ở Việt Nam mình cũng đang gánh chịu. Ở đây là bức tranh về cổ động về bệnh COVID-19. Bức tranh thứ nhất đó là chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ, không cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Bức tranh kế tiếp là cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hãy rửa tay thường xuyên, đúng cách với xà phòng và nước sạch để ngăn chặn bệnh COVID-19. Toàn dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể là các em nên đeo khẩu trang khi đi ra đường, khi tiếp xúc với mọi người và nhớ là giữ khoảng cách an toàn là 2 mét. Danh kế tiếp, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám chữa bệnh. Các em sang phần kế tiếp hai nhỏ. Đặc điểm của tranh cổ động. Thứ nhất, câu chữ trong tranh cổ động thường ngắn gọn, cô đọng, dễ đọc, dễ hiểu. Thứ hai, hình ảnh và màu sắc mang tính tượng trưng cao. Chất liệu vẽ tranh đa dạng phong phú, có thể trên vải, trên giấy, trên pano, trên tường. Được trưng bày ở nơi công cộng, dễ thấy dễ xem. Các em sang phần 2 La Mã, cách vẽ. Bước thứ nhất, tìm và chọn nội dung đề tài cần vẽ. Bước thứ hai, vẽ phác hình ảnh. Bước thứ ba, vẽ chi tiết. Bước thứ tư, tìm và vẽ màu. Tranh cổ động thường đặt nhiều ở những nơi công cộng, nơi có nhiều người đi qua lại, để thu hút sự chú ý của nhiều người. Tranh cổ động có nhiều khuôn khổ, kích cỡ khác nhau, tùy vào ý định của người vẽ. Tranh cổ động nhìn chung chỉ có hai phần cơ bản là phần hình ảnh và phần chữ. Phần hình ảnh mang tính tượng trưng, phần chữ phải rõ ràng, dễ đọc, dễ nhớ. Tranh cổ động có thể vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như trên giấy,
trên vải, trên pano và có thể vẽ trên tường. Còn nhiều loại khác nhau. Về phần hình ảnh, mang tính chất tượng trưng nhưng mà phải rõ ràng, dễ hiểu. Về phần chữ, chữ phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc, dễ nhớ. Màu sắc mang tính tượng trưng, gây ấn tượng mạnh mẽ. Thường là những màu cơ bản, đỏ, vàng, xanh lam và một số màu tương phản. Cách vẽ tranh cổ động gồm 3 bước. Bước 1, tìm hiểu nội dung. Dự định là mấy em muốn vẽ cái gì, mình tìm hiểu chủ đề ra. Rồi kế tiếp là bước thứ hai, mấy em tìm mảng hình. Mảng hình xong rồi mình sẽ tìm mảng chữ, tức là mình dự định là kênh hình ở đâu, kênh chữ ở đâu. Rồi tìm hình, mình tìm hình dự kiến rồi mình vẽ hình gì, mình tìm hình rồi dựa vô hình đó mình lọc ra những cái nét cơ bản. Bước 3 là vẽ hình và chữ. Khi mình có được mảng hình, mảng chữ rồi, bắt đầu mình sẽ tiến hành mình vẽ ra nét, ra hình dạng, ra nét. Thí dụ như là mình tượng trưng là điếu thuốc đốt hai lá phổi, tức là hút thuốc nhiều sẽ có hại cho phổi. Tức là ở đây là người ta sử dụng cái từ cho nó đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, đó là hút thuốc là tự thiêu. Các em tham khảo một số bài vẽ của các bạn học sinh năm trước, vẽ tranh cổ động về đề tài bảo vệ môi trường, về tiết kiệm điện. Tranh cổ động về tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ môi trường. Bài tập, các em hãy vẽ một bức tranh nhằm tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phần cuối cùng của bài học hôm nay là phần dặn dò. Về nhà, các em tiếp tục hoàn thành bài vẽ tranh cổ động với chủ đề là dịch COVID-19. Tuần sau, các em tiếp tục vào lớp hoàn chỉnh bài, sau đó vẽ màu cho hoàn chỉnh. Tiết học chúng ta đến đây là hết. Chào các em.